Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Eco Siberia nhập cái lô hàng tháng 1 năm 2021 là số lượng 10 tấn. Để hàng được đóng gói ở trong những cái bao quấn như thế này này quý vị này. Nhìn này. Mỗi một cái pallet này là 2 tạ. Và chúng tôi dùng cái xe lưng để lưng cho nó tiện. Và cái này nó rất nặng, không sức nào có thể làm được. Đấy. Còn đây là hàng ba chi. Đây, quý vị xem hàng ba chi nó nhỏ hơn. Cái này thì ở Việt Nam một số người thích, và cái này thị trường chúng tôi bán chủ yếu sang Đài Loan. Cái này thì so với hàng hiêu đỏ thì nó cũng có những cái giá trị riêng của nó. Chúng tôi khai thác được ở cái vùng giáp bên Mông Cổ. Đây, quý vị nhìn hàng nó mới, này, bán Đài Loan có thể bán được. Còn đây là cái hàng gà hiêu mà chúng tôi sản xuất cái cao ban nông Siberia Trung ương 3 đấy. Này là gà hiêu Maran mà chúng tôi khai thác trực tiếp từ hai trang trại của công ty Eco Siberia tại Liên bang Nga. Chất lượng của nó thì khác biệt, nó nhìn nhánh hơn. Chúng tôi đóng hàng để cho đóng trong những cái pallet như thế này, nếu vận chuyển bằng máy quay thì mỗi lần khoảng 2 tấn, chuyển rất tiện. Còn nếu mà đóng vào container thì nó đâu nhét cố lên được khoảng 9-10 tấn. Đấy, nhưng mà vận chuyển qua máy bay nó tiện hơn, còn vận chuyển qua container thì chi phí nó rẻ hơn, nhưng mà vận chuyển thời gian nó dài hơn. Đấy, quý vị có thể xem nhé, cao ban nông Siberia Trung ương 3 khác biệt này. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, đây là chúng tôi tiến hành bốc hàng đấy ạ. Xin chào.